Tôi tên là Đinh Công Mạnh, hiện ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. À, hiện tại mình đang công tác làm việc ở đâu anh hả? Hiện nay là tôi đang làm trang trại của nuôi heo của mình, hợp tác với công ty. Nuôi heo? Dạ. Mình nuôi nhà mình mà hợp tác với công ty? Công tác với công ty thả giống, mình bỏ công sức. À, rồi cái là công ty nó thu hoạch lại cho mình luôn, gom thu mua lại cho mình luôn. Công ty là phải làm hết những cái khâu đó, bao tiêu hết. Nhưng ở nhà anh có ai phụ anh không? Có mấy đứa em, mấy đứa cháu đó. Nuôi đàn bao nhiêu con anh? 800 tới 1.000 con. Trời ơi, sao làm hết nổi, công việc cực không anh? Tất nhiên nó cũng có cực, nó cũng có sướng, cũng có khổ. Nói chung là nó lẫn lộn hết, chứ nó không có phải là lều sướng hết được. Nhưng mà công việc hàng ngày mình là gì? Tắm heo, cho heo ăn. Bây giờ nó công nghệ nó không phải tắm luôn. Cái quy củ của nó bây giờ là nó có một cái hồ tắm riêng ở phía dưới chuồng. Con nào mà nó cảm thấy nó khỏe đó, nó muốn tắm thì nó tự nó xuống tắm. Chứ mình không có tắm cho nó nữa. Không, chỉ tắm là coi như nhiều con nó bị ốm hay nó cảm á, chuẩn bị cảm mình tắm là nó sẽ. Nhưng nhớ hồi xưa mỗi lần là giống như lâu lâu là thấy người nuôi heo ta ca cầm cái vòi ta xịt. Cái đó là số ít thôi. À bây giờ nhiều bây giờ quá. Số nhiều thì mình làm không thể làm sẻ được. Ủa nhưng mà quê anh ở đâu ạ? Quê gốc là Hà Nội, sanh thì ở Biên Hòa. Rồi năm nay là anh là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là 58 rồi. 58, mời chị giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên trái tim. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Thu Hường. Em đến từ Đồng Nai. Quê quán em là Huế. Ồ, Đồng Nai khúc nào chị? Để coi có gần chỗ của ảnh không? Dạ, em ở Bình Đa chị. Bình Đa là ở đâu ta? Anh biết không chứ? Bình Đa là Biên Hòa mà. Dạ, đúng rồi. Còn anh là Thống Nhất. Ở huyện Thống Nhất. Cách bao xa anh biết không? Nếu mà tính cái đường kim bay thì nó khoảng vài chục cây số. Khoảng 20. Trời ơi, gần xịt à, nếu vậy. Nhưng mà là chim bay của Cát Tường à. Gì chim bay 20 hả? Ừ. Người đi. Còn người đi thì chắc phải trên 40. 40 cây. Ừ, tại cái đường vòng. Thì được rồi, 40 cây cũng có 1 tiếng đồng hồ chiều mát mát, xách xe ông ra chạy có 1 tiếng chứ nhiêu. Được không anh? Được. Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà, chứ có 40 cây nhầm nhò gì. Đúng rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Ở Biên Hòa luôn? Ở Biên Hòa luôn, công ty xây dựng. Mình làm bên khâu nào? Dạ em làm kế toán chị. Mà năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 43 tuổi. 43 là sinh năm 77 hay 76? Dạ 77. Sinh 77, 77 tuổi Tỵ đó, bằng tuổi Cát Tường luôn đó. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? À điểm mạnh của em là bà mắc cỡ, bà móc móc, hồi tôi nghi rách luôn cái gói quà quá hà. Là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nhút nhát, hay giận. Trời ơi, nhút nhát còn hay giận nữa, rồi giận ai? Bình thường giận ai? Không có giận ai, nhưng mà nhiều khi ví dụ như em đang làm việc có ai mà nói gì đó là em không hài lòng, là em nóng tính nên là em cọc. Cọc xong rồi giận người ta luôn. Thì hiện nay mình đang sống với ai? Em sống với bố mẹ. Đang sống với bố mẹ, nhà mình đông anh chị em không? Còn ai ở chung nữa không? Dạ, ở riêng hết rồi chị. Còn mình chưa chồng là mình ở chung thôi phải không? Dạ. Rồi, còn anh thì sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của tôi là tự tùy công việc, đã nhận cái công việc gì hay là mình đã đặt cái mục tiêu công việc gì là mình phải làm cho tới. Còn cái điểm yếu tôi là không biết nấu ăn, tại vì ở nhà bà chị phải lo hết. Cái công việc ở ngoài là tôi lo hết, nhưng cái công việc bếp núc thì tôi hầu như là không bao giờ đụng đến. Dạ, mình đang sống với chị. Sống với chị. À, với ai nữa ạ? Với lại vợ chồng thằng Út. Là em á, em của anh á, sống Úc với chị với em. Dạ. Vậy được rồi, thì đàn ông lo chuyện ngoài độc án. Bởi vậy nó có điểm yếu tôi là không. Đâu có gì đâu yếu, bây giờ mình thiếu chứ phải yếu. Không, có là yếu, xác nhận là yếu, không biết nấu cái gì hết. Cái hôm Tết hôm nào bà chị đi là coi như nhịn đói luôn. Không, sao nhịn đói được cô. Bà đi mà không nấu là mình nhịn đói luôn. Đi ra quá trời à, ơi. Đúng rồi, có tiền mà lo gì trời ơi. Bất quá bán con heo ăn Tết thì làm gì dữ vậy. Cái gì ghê vậy, bán tới con heo sao hết. Ôi vậy hả? Ăn có bữa thì làm gì mất. Em nói bán con heo ăn Tết. Ăn nguyên mùa Tết chứ heo có ăn bữa đâu. Tết thì chị lo rồi, mình đâu phải lo. Trời ơi, vậy giờ đó giờ đi làm rồi. Rồi bây giờ qua cái tình yêu sao? Tất nhiên từ lúc trẻ cũng có rồi. Dạ. Nếu mà lúc đó mà tôi mạnh dạn lên một tí thì chắc là hôm nay cũng có cháu rồi. Khi mà mình còn đang trẻ, sự nghiệp mình chưa có. Bởi vì mình không dám bước đến. Sợ là mấy đứa ra con mình không lo đầy đủ được. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó tầm khoảng 22. Trời, còn trẻ quá, đúng rồi. Tới 25 cũng vậy, tới 30 cũng vậy. Là mấy mà mối khác nữa đó. Dạ. Là cũng mấy mối rồi đó. Đương nhiên rồi. Là những cái mối đó là mình không đến nữa, là họ đi lấy chồng. Cái mối ví dụ năm 30 là lúc đó là tuổi lấy vợ rồi, tại sao không lấy? Thì mình cũng chưa đạt đến cái mục đích của mình. Trời đất ơi, rồi năm nào mới đạt được mục đích? Tới bây giờ mới cảm thấy đạt rồi, mới cảm bây thấy giờ đạt rồi đó hả? Bây giờ nó đã quá tuổi. Trời đất ơi.
Cái gì đâu mà trời đất. Sao muộn màng dữ vậy anh? Đạt đâu mà đạt dữ, anh đặt mục tiêu chi cao dữ vậy? Phải, tại vì nó cứ vậy nè, cô đạp lên cái bước này, cô phải muốn bước lên bước thứ hai. Giống như anh... lên cái bậc thang đó mà. Bây giờ anh cứ lấy vợ rồi hai chồng cùng nhau đạp, chứ đâu cần gì đạp một mình. Thế nếu mà suy nghĩ được như cô thì nó đơn giản quá rồi. Có nghĩa là bây giờ là coi như mối tình thì có mấy mối, nhưng mà là kết hôn là chưa kết hôn lần chưa nào. Chưa kết hôn lần nào. Cấm cắn trinh nguyên, cấm cắn trinh nguyên. Cấm cắn trinh nguyên, đúng, đúng. Thôi ngay vô số tội. Thiệt tình luôn á. Đủ với anh là giờ đúng là sắp có cháu luôn rồi. Sắp sao được, có cháu luôn chứ. Thì đó, bởi vậy. Có luôn, nếu mà xác nhận là có là luôn. Buồn không anh? Hả? Buồn không? Có đêm nào rồi nằm nhìn đàn heo mà thấy buồn không? Không, cứ vì công việc đâm ra thấy nó cũng không có gì cơ. Rồi nhưng mà bây giờ thí dụ như có bạn gái, có dành thời gian thúc đẩy tình yêu không để mà tiến tới hôn nhân không? Hay là mình đã quyết thì tất nhiên là mình phải làm theo đúng mục đích của mình nhé. Là quyết rồi. Thế bao nhiêu năm nay đó để đạt mục đích rồi, năm mươi mấy tuổi rồi chưa có vợ, vậy thì kinh tế tiền bạc xưa giờ rồi làm rồi đưa ai nuôi, ai ai quản lý? Chị quản lý. Chị quản lý thì đã nói là tôi việc ngoài còn việc trong là chị làm hết. Chị giữ hết. Rồi bây giờ lấy vợ chị lo luôn hay sao? Thì tất nhiên rồi. Ông không phải chị đâu, chị có thể là đứng với ông tổng bí thư rồi. Tổng bí thư. Rồi bây giờ cháu nè, em nè, anh nè, chị nè, còn nhiều lắm, tôi thật là nhiều lắm. Dạ. Hôm nay tôi mang những món quà này đi á, thật sự này là cháu nó làm nè, đây cũng cháu luôn nè. Chị là có chồng không? Chị thôi ở vậy để nuôi mấy đứa em con. Trời tại rồi. Vì bố mẹ mất rồi chị phải gánh vác. Tại anh em đông quá. Dạ, vậy là bây giờ lấy vợ về là cũng ở với chị luôn. Tất nhiên rồi. Rồi chị lo luôn phải không? Lo luôn. Chị nấu cơm luôn phải không? Dạ, nấu lại. Nó phải chia sẻ nhau. Chia sẻ. Còn bên này mình tình duyên sao rồi à, ha chị? Dạ, tình duyên của em thì... Trời, ngồi xé nát bét hết trơn rồi kìa. Tình duyên sao rồi? Em là cũng có quen, nhưng mà tình yêu nó chưa đủ lớn nên là không đi đến được hôn nhân, nên giờ với ế đến giờ chị. À, có nghĩa là cũng chưa có kết hôn lần nào luôn. Dạ chưa. Cũng trong trắng trinh nguyên vô số tội. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Thế là mình có bao nhiêu mối tình? Mối tình nào sâu đậm á? Nếu mà tính mối tình á thì tính sơ sơ trên đầu ngón tay á thì chắc cũng được 3. Mà tính dưới ngón tay thì chắc đếm hết chị ạ. Mà lý do sao không có cái nào tới được hôn nhân? Cái mối tình mà quen dài nhất được bao lâu? Dài nhất của em á là chắc cũng phải là 5-6 năm. Nhưng mà tụi em quen nhau là quen từ cái tính cách là bạn bè, chơi riết rồi thân thì không biết đi qua lúc yêu lúc nào không hay. Vậy mà bạn bè mà tới lúc yêu tốt quá rồi mà sao cũng không cưới được? Nhưng mà khi đến lúc cưới thì hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì là do là bên đàn trai người ta coi tuổi thì khắc tuổi. Nên là tụi em không đi tới với nhau được. Đó cũng cái vụ tuổi tác nữa. Ở bên đây là không có coi tuổi gì hết đúng không? Không có tuổi gì. Rồi, ở bên đây sao? Đàn trai coi thôi chứ đàn gái đâu coi. Rồi vậy mà quen 5 năm trời mà không vượt qua được hả? Coi tuổi không hợp rồi cái thôi chia tay hả? Bố mẹ bạn đấy là lúc đầu thì là đồng ý hết, coi như là tất cả là đều được hết rồi. Thì thôi hai đứa mày tiến tới đi, thích cưới giờ nào tao cưới giờ đó. Khi hai đứa cứ chơi là bạn bè vậy á, thì anh em vậy á. Đến lúc mà yêu nhau rồi á, hỏi ra tuổi thì bảo là hai đứa tuổi khác. Thôi bây giờ tụi mày chỉ là anh em thôi, đừng đi xa hơn nữa. Trời đất ơi, kỳ vậy. Đến bây giờ vẫn làm anh em. Mà anh có vợ chưa? Có vợ luôn rồi. Nhưng mà vợ cũng không có phải là quen nữa, mà là má của anh đó phải đi ra ngoài quê kiếm vợ cho anh ấy cưới luôn. Thôi đừng bức nữa, khổ ghê vậy đó. Rồi bây giờ nè, cho em coi mấy cái hình coi. Bây giờ mình đoán nè, giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Em không có chọn lựa nhiều. Em chỉ cần là một người như là biết chia sẻ, quan tâm, lo lắng là được. Cao thấp, mập ốm, tuổi tác, ngoại hình như thế nào, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Rồi đây, ảnh này dễ, rất dễ nhìn. Chị nhìn đi, chị kiếm thử coi. Trong bốn anh đó, anh nào? Anh muốn kiếm một mẫu người như thế nào nè? Bình thường, không có phải đặt tiêu chí giống ai hay người mẫu như thế nào. Kiểu không, anh muốn cao thấp, mập hay ốm, tóc đen, tóc là nhuộm được không? Cổ điển hay hiện đại hay là kiểu như thế nào? Có là người phụ nữ gia đình được rồi, đừng hiện đại quá là hại điện. Rồi không có hiện đại quá hại điện, anh kiếm đi. Đó, 43 tuổi, sinh năm 77.
tìm đi. Bây giờ mắt tôi mà nhìn này chắc là hơi thua đó cô ơi. Thôi ráng đi, ráng kiếm, ráng nhìn đi. Đó. Còn bên đây tìm ra chưa mà xào qua xào lại hoài vậy? Không quá, 2, 4, 5, 6, 7. Tại sao chọn anh đó? Em đoán quá vậy. Đoán vậy đó. Cảm nhận ra anh này. Dạ. Tại sao không là mấy anh này mà lại là anh này? Lý do? Anh này anh giống nông dân. À, anh đó anh giống nông dân. Hay quá. Kiểm tra chưa anh? Đang nhận diện rồi. Nghĩ giờ để cô nhắm mắt này coi. Tại sao lựa cái cô mở mắt không lựa mà lựa cô nhắm mắt tại vậy? Tại cô sợ mắc cỡ. Sợ thấy anh đó hả? Không phải mắc cỡ chứ nhìn. Mở cửa trái tim ra nha, để cho hai người nhìn nhau nha. Chọn coi hôm nay mình chọn đúng hay không nha. Mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Chào. Chào. Đây nè, cổ là sai. Cái cô này nè. Rồi tôi nhìn. Chỉ chọn anh trúng bóc luôn. Trúng luôn. Trúng bóc luôn. Anh này nhìn tướng nông dân. Nhưng mà cô nhìn bên ngoài có giống nông dân không? Dạ không. Bây giờ anh em ta đang tìm hiểu yêu đương tiến tới hôn nhân mà cô gì đâu biết. Rồi tặng quà đi nè, chỉ ngồi nãy giờ chỉ bứt cái chân muốn nát bét cái sợi dây đó rồi. Rồi tặng cho anh ta không? Để tôi tặng trước cho. Rồi cái này tặng là... qua trái tim luôn anh. Đây là cháu gọi bằng chú. Con của anh trai cả nó làm à. Em cảm ơn anh. Rồi. Còn cái này. Còn cái này á là ông anh trai cả làm cái nghề này. Trời đất. Rồi mà thằng cháu á, con của thằng Út, nó xin về, nó đóng hộp, nó làm, nó vẽ, nó viết đơ, nó tặng. Dạ, mẹ em cảm ơn anh. Mình ngồi xuống mình sẽ khám phá quà nha. Em cũng có món quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi bây giờ hai bên chia quà đi ạ. Coi cái món quà em toàn đang tò mò món quà của cháu gì đóng hộp cũng rồi đó. Đó là món quà gì? Quà của cháu gọi là bác. Nó làm hơi vụng về nhưng mà tại nó là con trai. Năm ra là... Cháu nhiêu tuổi? Nó này học lớp 3 rồi. Trời đất. Cháu học lớp 3 mà tặng làm quà cho làm quà cho bác. Đi hỏi vợ. Hay quá. Trời ơi. Tự nhiên tặng đồ cạo râu cũng hay, tại sao tặng đồ cạo râu vậy? Dạ, em muốn ảnh chăm sóc sắc đẹp của anh. À, là không thích để râu phải không? Dạ. Hay quá. Không thích là không có râu mới tặng đồ cạo râu. Một số uẩn ỉn là cái gì, là cái là con heo. Cô đọc hết đi rồi tôi sẽ nói. Đinh công lai vu xoay. Đúng rồi, anh quanh làm cái nghề này. Rồi là nghề gốm, còn thằng cháu á tôi chọn con heo này là lý do nó bảo là nghề nghiệp của bác là anh nuôi heo. Mà hôm nay cũng là cái ngày đánh dấu của cái ngày bác đi gặp. Trước khi đi cháu nó có dặn dò gì không? Cháu nó có gọi là lên tặng á, là nói là tặng ở bác. Bác có thể là về với cái nhà này. Ghê vậy ha, mới 3 tuổi mà ghê quá ha. Âu, lớp 3. À lớp 3, là 10 lớp 3 tuổi rồi. Đâu rồi, nó 10 tuổi rồi, rồi. Lộn. Mới 10 tuổi mà vậy là giỏi rồi. Thế bây giờ em hỏi nè, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của anh về chị gái bên đây là như thế nào? Thấy em cũng xinh đẹp. Em cảm ơn anh. Xinh đẹp. Còn chị thì sao? Khi mở cửa trái tim ra, cái cảm nhận đầu tiên về ảnh là như thế nào? Em cũng thấy ảnh cũng là người chân thật. Chân thật đúng đó, chất phát. Còn em mới là người nhút nhát á, hơi nhút nhát rụt rè. Cho nên bây giờ hai anh chị tự tin tâm sự với nhau nha. Tường sẽ dành cho anh chị ít phút để mà trò chuyện riêng rồi Tường sẽ quay lại. Và bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Maria Sài Gòn. Tường mời hai anh chị thưởng thức món càng cua bách hoa. Đây là một món ăn mang vị ngon ngọt từ thịt càng cua tươi. Bọc ở ngoài là một lớp thịt tôm xay nhuyễn cùng với các loại gia vị rất là ngon và đặc biệt là trang trí rất đẹp mắt, anh thấy không? Trời ơi, trái ớt làm như con tôm vậy ha, tôm cua. Dạ. Nếu mà cô Tường không nói chắc tôi nghĩ con tôm tôi cắn chắc chết. Vậy hả? Làm quá giống anh ha. Quá giống. Tại vì nhà hàng Maria này là chuyên về hải sản đó, cho nên đây là tôm cua. Rồi, xin mời anh chị vừa thưởng thức đồ ăn mà vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút Tường sẽ quay trở lại. Mời anh chị ăn ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Mời em. Dạ, em mời anh. Em có cần những người phụ giúp không? Dạ, dạ rồi, mời anh. Được rồi hả? Em ở Bình Đa là em sống từ trước tới giờ luôn hả? Sao? Dạ đúng rồi, em sống từ nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở đó luôn anh. Em mời ăn.
Anh làm trang trại đã được bao lâu rồi anh? Nay là 10 năm rồi. Anh làm vậy thì có nhân viên làm chung với anh không? Có một đứa em, một đứa cháu. Khi mà có công việc gì mà gấp, ví dụ như chích ngừa thì cần phải người làm thêm, phục giúp. Nuôi nhiều như vậy thì cực không anh? Hàng ngày nếu mà có 3 người thì mấy trăm con? Giờ là công nghệ không à, chứ không phải như ngày xưa. Bây giờ nuôi là cứ cám là vo viên chẳng rồi, rồi cứ đổ vô máng nó tự ăn thôi. Đổ một lần một trong ăn trong ngày. Mình không phải nấu như hồi xưa nữa. Không có nấu nữa. Bao lâu thì mình xuất chuồng được một lần anh? Trung bình là 160-165 ngày. Khoảng 6 tháng. Là con heo á, lúc đó nó khoảng 6kg thôi. 6kg tới 165 ngày. Là lúc đó mình xuất chuồng là nó khoảng bao nhiêu ký à? Có con nó nhanh lớn nó khoảng tạ 2. Có con 6-70. Cái con nào nó ăn khỏe là nó tạ mấy cho lên. Nhưng mà tính đổ đồng cả trại á, là nó nằm khoảng 1 tạ 2, tạ 5. Em ăn đi em cứ nhìn dạ. Không ạ? À? Em nhìn anh mắc cỡ không dám nuốt. Có cần người trợ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được rồi hả? Anh thấy em sao? Thì nói như lúc nãy thôi, nhìn cũng xinh nữa. Nhưng mà sao nãy nhìn hình không nhận ra, mà hình như là không có như ở ngoài. Dạ, hình của em là hình mới á anh. Mới chưa được 1 năm á. Mới chưa được 1 năm hả? Dạ. Nhưng mà không giống ở ngoài. Không giống hả? Không giống. Nhờ công nghệ của mấy bạn lúc nãy hóa trang cho em. Ở ngoài em xấu tệ cho nên là giờ lên hình mấy bạn làm cho em đẹp lên. Nên anh thấy không giống đúng không? Không phải. Đúng là sao anh lớn tuổi như vậy rồi mà anh đến giờ này anh chưa lập gia đình. Khi mình đặt được cái mục tiêu của mình á, khi mình bước lên cái bậc thang này thì mình lại muốn cái bậc thang khác. Thành thử ra cái tuổi mình nó trôi qua rồi lúc nào mình không hay. Khi mình khựng lại thì mình mới thấy mình đã lớn tuổi rồi. Chắc em chưa trải qua cái thời 75 giải phóng. 78 là đất nước mình như mất mùa toàn quốc. Rất là khổ, không có cơm đâu. Bo bo đó mà nấu lên chú sứ mà cái sắt khúc khúc là bỏ vô. Rồi khoai mì á, khoai lang cứ khúc khúc bỏ vô trộn lên như một nồi cháo. Nói thật ra giống như nồi cháo heo. Nấu lên mà cái nồi còn nóng hổi vậy. Mà ăn vèo quá hết, cái nồi vẫn còn bốc hơi. Em cứ tưởng tượng đi. Ủa vậy em nghe kể đâu chuyện từ thời xưa hiểu vậy anh? Trời, đâu, tính chuyện đó. Hiện tại giờ đi giờ trời ơi. Chị muốn để cô hiểu được. Nãy giờ anh ăn thử con tôm chưa? Thì không dám, cái này dành gác tường đi. Ông ác ghê vậy, ông nói con ông ăn cua còn con tôm dành gác tường. Bây giờ tính cái chuyện như này, tính cái chuyện trăm năm đây nè. Bây giờ giả tỷ mà hai người quen nhau thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Nhà anh đã bắt dâu đó, đi làm dâu được không? Em hỏi chị trước đi nè. Gái lấy chồng thì theo chồng là chuyện bình thường rồi chị Tường. Về nhà rồi anh có cho vợ đi ra ngoài làm không? Hay là ở nhà phụ chăm nuôi heo luôn? Nhà tôi thật ra là chẳng có công việc gì đâu. Nếu có thể là thay chị thôi. Bếp núc trong nhà nữa. Nhưng mà giờ về là có cho vợ đi làm ở ngoài nữa không? Hay là lấy nếu về? Mà còn ý thích còn muốn đi làm. Nhưng mà lý do như thế này này, cái đường xá nó cũng xa xôi. Cái khoảng cách ấy, từ cái nơi làm mình hiện tại cái nơi nếu mình về nơi mới, cái khoảng cách nó hơi xa. Không, ý là về chỗ anh rồi kiếm chỗ làm mới, công ty mới ở gần nhà anh đó chứ. Sợ mình xin rất là khó. Về xin việc chỗ mới về hay không? Không, rất khó, không có dễ đâu. Chắc là anh nói cũng đúng là hợp lý, là em lớn tuổi thì xin nó khó. Nhưng mà quan trọng là khó xin việc. Nhưng mà em ở nhà anh có nuôi được em không? Em ở nhà anh có nuôi được em không? Đó, trả lời đi chứ sao cười. Em này ngày bao nhiêu lắm đâu. Anh thấy không, tướng em bự và em ăn nhiều lắm đó. Được không anh? Quan trọng gì đâu, bình thường. Bán con heo thôi mà. Bình thường. Nhưng mà rồi nhắm rồi có ra phụ quản lý heo, trang trại rồi được không? Nuôi heo được không? Em vụng về lắm chị. Em không biết nấu ăn đâu. Em vậy chị dạy. Ảnh dạy em. Ảnh có biết nấu đâu mà dạy. Trời ơi, anh mà bà dạy thì thôi rồi. Cũng như là số không rồi, không có cái gì hết. Chị dạy em không biết nấu rồi sao anh? Nếu mà vậy thì có bà chị phải đưa. Trước giờ ở nhà là cũng bà mẹ nấu cho ăn luôn. Dạ. Em chỉ biết nấu cơm luộc rau chiên trứng. Nấu cơm luộc rau chiên trứng. Vậy được rồi. Rồi từ từ thịt cá chị dạy cho làm. Ngày nào em cũng cho ăn rau luộc với lại trứng chiên. Được rồi. Vô bắt con heo thôi. Được không anh? Được không anh? Được. À, nói vậy thôi chứ còn
có cái tâm em muốn làm hay không thôi, chứ muốn làm cỡ nào cũng nhiều được. Nhiều khi mà thấy cái người mình thương mà già mà ăn uống không được rồi, chắc cũng muốn thay đổi món chứ, cũng đáng đi học nhé. Bây giờ tôi cho ý kiến người thân nha, hồi nãy ra ngoài thấy hôm nay có đàn trai đàn gái đến dự mặt đầy đủ. Dạ xin mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái vô cho Tường phỏng vấn vài câu đi ạ. À. Dạ chào anh. Rồi em bắt tay anh cái ạ. À. Anh là họ nhà trai hay họ nhà gái ạ? À? Họ nhà trai. Họ nhà trai, anh là cái gì của dạ, họ nhà em là cháu ruột của chú Mạnh. Cháu ruột của chú Mạnh. Trời ơi, cháu mà bự vậy luôn đó anh. Là con anh lớn đó hả? Con anh kế rồi. Hôm nay tham dự cái buổi gặp mặt giữa hai anh chị đây thì ai quên gì kêu bằng chú luôn hả? Kêu bằng chú. À, gặp của cô chú thì là em thấy như thế nào? Chung là em thấy là quá ok. Quá ok. Cái thứ nhất là về cái công việc mà giờ như cô đang là kế toán của một công ty, mà giờ nếu mà lấy chồng theo chồng mà về quê thì có công việc rất là ổn định, kế toán cho chú. Khỏi phải tính toán sổ sách, heo là nuôi heo phải tính toán từng báo cáo. Cô về làm kế toán cho chú thì chứ đi đâu mà phải làm cho người ngoài. Làm công ty nhà luôn. Chú con thấy là quá ok chú. Là chú phải cố gắng mà tiến tới nè. Cố lên. Rồi có nói gì với thím không à? Nói gì với thím tương lai không nè? Cũng mong sợ cho cô với chú. Cô chú tác hợp thành cái tụi con vui với gì đó. Cảm ơn em nha. Rồi bên đây, em là bên nhà trai hay nhà gái? Dạ em bên nhà gái chị. Em là em gái của chị Hương. Em ruột hả? Em con cô. Hôm nay thấy cái buổi gặp mặt này như thế nào? Dạ em thấy đây là một cơ hội gọi là hiếm có. Thì em cũng thấy là anh bên đây rất là thật thà. Nói chung là rất là phù hợp. Em mong muốn là hai anh chị cho nhau cơ hội để có người chăm sóc chị em. Rồi cái chú này làm gì đứng nhướng hoài vậy? Là cháu phải không? Kêu bằng gì? Chú. Kêu bằng chú. Nhướng nhướng là sao? Ra hiệu phải không? Ok ok, tấn tới đúng không? Rồi cảm ơn hai gia đình của mình nha. Rồi giờ vô lại chuyện tình yêu đôi lứa. Đây có những cái lá thăm của chương trình cho hai anh chị tìm hiểu nhau cho nó nhiều hơn. Mời anh chị mỗi người bóc một lá bài rồi chúng ta đọc lớn lên những yêu cầu trong đó, chúng ta thực hiện với nhau cho nó vui, cho nó gần gũi nha. Mời chị luôn. Anh đọc trước đi ạ. Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Chị đọc của chị đi ạ. Bạn thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay cô gái cá tính và mạnh mẽ? Bạn gái đối diện thuộc tiếp người nào? Bây giờ thôi bên đây hát trước đi để anh suy nghĩ. Hãy thể hiện năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp gì cũng được hết trơn á. Giờ chị muốn làm gì làm đi. Khó quá, xong đổi câu khác cho em. Trời ơi, câu khác còn khó hơn nha. Vô câu khác còn bây khó giờ hơn nè. Nó trong ba vế mà giao tiếp nè. Có cái giao tiếp nè, thấy nó rất là dễ. Anh nhìn em thì chắc nhảy múa chắc không được thôi đúng không? Bậy nữa, nhìn em mặt rồi đó. Hát nữa. Hát múa thôi, anh hát giùm em đi. Anh á hả? Anh chỉ có hát thôi. Anh hát giùm em đi. Em cổ vũ. Trời, có mặt bên này nãy rồi. Ồ, anh hát giùm em đi, em cổ vũ. Em mà hát là ảnh bỏ anh đi về luôn. Có, ông bấm nút cho em nữa, khổ em nữa chị Tường. Không có đâu. Thôi qua nắm tay cái nha chị. Qua nắm tay cái hả? Em nắm tay ảnh cái rồi thôi. Em nắm tay ảnh cái hả? Nắm tay phải có nói cái gì nữa mới được nha. Em nắm tay coi tay có vững. Thì đó rồi, em qua có vững chắc. Em xin nắm tay anh để em coi anh có vững chắc gì đó rồi. Cho đồng ý tôi việc luôn. Vậy em cứ ngồi đó đi, anh đi qua. Rồi anh muốn được xong không, được. Rồi được luôn. Được hả? Chăm bù dễ với cặp đôi này luôn. Em thích chọn tay nào? Tay nào cũng được anh. Tay nào cũng được. Rồi nói gì nói đi nè. Tay ảnh nóng. Ổng hả? Mình rắn chắc không? Chắc. Rắn chắc hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ tới phiên anh đó. Anh thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay là một cô gái cá tính mạnh mẽ? Tôi chỉ thích hẹn hò cô gái nên gia đình. Gia đình. Hai cái này không có tiêu chuẩn nào dính anh hết trơn đúng không? Rồi vậy anh nghĩ cô gái đối diện thuộc tiếp người nào? Nhìn thì chắc có thể là hai cái vế trong này không đúng. Đúng rồi. Không nóng bỏng mà cũng không có gọi là mà gia đình. Có nghĩa đó là cái tiếp người là tôi đang nói. Hy vọng là như vậy. Hy ha. Vọng là như vậy. Thế bây giờ thời gian dành cho anh chị là tâm sự ngay tại đây là vừa đủ để anh chị có thể cảm nhận được nhau. Bây giờ thời gian của anh chị bấm nút. Nếu như mà mình cảm thấy đối phương có thể là một cái nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình nên cho nhau cơ hội. Đừng bỏ qua cơ hội của mình. Nếu có rung động, có một cái gì đó mình cảm thấy cảm được nhau thì mình bấm nút dành cái cơ hội đó cho mình và cũng như là cho đối phương. Ngoài anh chị đặt tay vào nút bấm á. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Không đồng ý thì lấy tay ra. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3
hết thời gian. Rồi, cảm ơn anh chị. Mời hai anh chị về đứng một bên ạ. Rồi, bây giờ đứng sát vô. Bây giờ mới là nắm tay thật sự. Hồi nãy là cái nắm tay chương trình bắt buộc. Bây giờ mình nắm tay thật sự. Nãy là cổ sinh chứ. Nãy là cổ sinh, đúng rồi. Nãy cổ sinh. Dạ, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai anh chị hãy dành cho nhau một nụ hôn. Chà, xứng đôi lắm đó nha. Anh chủ động đi chứ không lẽ giờ bắt chị chủ động. Đợi né gì thôi, trời đúng là trong trắng trinh nguyên mà khổ ghê vậy đó. Trời ơi,